Xin kính chào đồng bào và các bạn. Mời đồng bào và các bạn đến với chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Đồng bào và các bạn thân mến, với chủ đề thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai kỳ này sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh về phong trào thi đua lao động sản xuất của bà con các dân tộc thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Cuối chương trình là phóng sự Nậm Trạc, nỗ lực thoát nghèo bền vững từ các loại cây trồng mới. Thưa đồng bào và các bạn, những ngày này phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp ở thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng đang diễn ra sôi nổi. Ở từng thôn bản, tổ dân phố, đồng bào các dân tộc tích cực chăm sóc chè, nuôi cá, trồng rừng và kinh doanh dịch vụ. Tất cả nhằm khơi dậy tiềm năng sẵn có của địa phương, nâng cao thu nhập, kiến thiết quê hương. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ nét hơn phong trào thi đua sôi nổi ấy. Mời đồng bào cùng theo dõi. Thôn Khởi Khe được nhiều người biết tới là vùng quế nổi tiếng của thị trấn Phong Hải và cả huyện Bảo Thắng. Đời sống của đồng bào người Dao ở đây không ngừng được nâng lên. Từ những năm 1989, bà con đã bắt đầu đưa quế về trồng thử trên đất Khởi Khe. Phù hợp với chất đất, khí hậu, quế lớn nhanh và chỉ sau 6-7 năm đã cho thu nhập. Từ đó, phong trào trồng quế ở Khởi Khe phát triển mạnh. Khởi Khe có 153 hộ gia đình, nhà nào cũng trồng quế. Nhiều hộ giàu lên từ cây quế khi năm nào cũng được thu tới vài trăm triệu đồng. Chính cây quế đã mang lại cho vùng đất này một hình ảnh ít ai ngờ. Đây từng là thôn gần như nghèo nhất ở Phong Hải. Người dân Khởi Khe không chỉ giàu lên với cây quế mà còn có thu nhập cao từ nuôi trồng thủy sản. Cũng không mấy ai nghĩ rằng nuôi thả cá lại là thế mạnh ở nơi toàn đồi núi dốc như thế này. Khởi Khe ít ruộng nước, đa phần là ruộng tràm lầy, ven khe đồi và càng không có những ao hồ với diện tích mặt nước lớn. Nhưng với đức tính cần cù, sáng tạo, người dân nơi đây luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường cộng với hưởng ứng phong trào chuyển đổi đất ruộng kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá, mà thị trấn phát động, đồng bào Khởi Khe từng bước đầu tư biến đất ruộng tràm lầy thành ao thả cá. Cho tới năm 2017, cả thôn chỉ còn lại một vài hecta ruộng. Còn tất cả ruộng, cả những khe đồi chạy dọc theo con suối chảy qua thôn cũng đã biến thành ao nuôi cá. Mà toàn là đầu tư đào ao thả cá bài bản, nuôi thả bán công nghiệp. Với diện tích khoảng 35 hecta mặt nước của Khởi Khe, mỗi vụ cá thu về hàng chục tỷ đồng. Theo cách tính của đồng bào ở đây, cứ mỗi hecta ao thì cho thu khoảng 40 tấn cá một vụ. Giá bán ổn định vài năm nay từ 40 đến 45 triệu đồng. Một năm hai vụ, người dân Khởi Khe thu lãi cả trăm triệu đồng. Đi đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao là các đảng viên trong chi bộ. Tôi đã mạnh dạn là đầu tư là nuôi cá là làm cái ao là hơn 2.000 mét vuông. Tôi nuôi thủy sản nên là đầu tư vào để nói chung là để có những cái phần thu nhập cho gia đình. Thứ nhất là làm tạo cho gia đình, thứ hai là mình là đảng viên, mình cố gắng phấn đấu làm để coi là cái phong trào là cho bà con xem, và mình là làm cái phong trào là thi đua là nông dân sản xuất giỏi để chào mừng các cái ngày lễ lớn, ví dụ là đại hội của chi bộ, rồi là đảng bộ, rồi các đảng bộ cấp trên các cấp. Chi bộ thôn Khởi Khe hiện có 18 đảng viên. Duy nhất có một hộ mới tách ra ở riêng còn gặp khó khăn, còn tất cả đều có cuộc sống khá và giàu. Đây là những nhân tố luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, có vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Khi các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương triển khai về tới thị trấn, tới thôn, các đảng viên là người gương mẫu thực hiện. Các phong trào thi đua hàng năm, thi đua chuyên ngành do các cấp các ngành phát động cũng là các đảng viên đi trước làm trước. Từ đó tạo sức lan tỏa rộng rãi, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia với hiệu quả cao. Chi bộ Khởi Khe luôn được đánh giá là điểm sáng trong lãnh đạo nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững ở thị trấn Phong Hải. Chất lượng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa không ngừng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn thường xuyên và hoạt động có hiệu quả.
góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thôn, của thị trấn. Phát động cái phong trào thi đua về lập thành tích, lao động sản xuất, về chào mừng đại hội đảng, thứ nhất là đảng bộ nông trường Phong Hải, sau đó đến chi bộ và tiến tới đại hội đảng bộ các cấp. Đảng tôi tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện tốt về các quy chế dân chủ hoạt động của thôn, và đặc biệt là các cái phong trào mà do các cấp phát động mà tất cả coi như đến từng các cấp, là từ cơ sở cho đến thôn bản, sau đó là các đoàn thể ở thôn và cán bộ đảng viên đều gương mẫu và thực hiện tốt. Thị trấn Phong Hải là đơn vị hành chính khá đặc thù của huyện Bảo Thắng. Vì là địa bàn rộng, nhiều thôn bản đặc biệt khó khăn, nhưng không nằm trong diện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhưng Đảng ủy thị trấn Phong Hải luôn có được quyết sách và những giải pháp quyết liệt cụ thể trong công tác lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tùy theo tình hình cụ thể của từng thôn bản, từng tổ dân phố để có giải pháp lãnh đạo phù hợp. Với những tổ dân phố nằm dọc trục quốc lộ 70, vận động bà con phát triển kinh tế hài hòa giữa kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp với sản xuất nông nghiệp. Chọn lọc những cây trồng vật nuôi phù hợp như nuôi cá, nuôi lợn, gà thả vườn, trồng chè, cây ăn quả. Với các thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng trồng chè chất lượng cao, trồng rừng, mở rộng chăn nuôi đại gia súc, nuôi lợn, gà bản địa đặc sản, nuôi cá. Do vậy, kinh tế của thị trấn luôn tiếp tục phát triển vững chắc, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đảng bộ thị trấn cũng cố gắng tìm nguồn lực đầu tư kết hợp với vận động nhân dân đóng góp để có kinh phí thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng, hướng dẫn nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí nhân dân tự thực hiện theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Kết thúc năm 2019, thị trấn Phong Hải đã giành được nhiều kết quả quan trọng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng một năm, tăng 5 triệu đồng một người so với năm 2018. Giá trị sản xuất trên một đơn vị hecta canh tác đạt 68 triệu 500 nghìn đồng, tăng 9 triệu 800 nghìn đồng một hecta so với năm 2018. Đây cũng là kết quả của đợt phát động đặc biệt của địa phương về thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Hưởng ứng phong trào chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thì qua một năm triển khai thực hiện, thì đến nay thì nhìn chung các cái kế hoạch của trong nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn và kế hoạch nhà nước cấp trên giao, thì đối thị trấn Phong Hải đã hoàn thành một số chỉ tiêu để đạt cao so với năm 2018. Ví dụ như lĩnh vực phát triển kinh tế có chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, và trong đó thì đặc biệt là phát triển diện tích trồng quế, và hiện nay do thừa vẫn cao, một số thôn làm tốt, rất tốt nội dung này. Với những thành tựu đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị trấn Phong Hải đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi trong đợt phát động phong trào đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ đảng viên, nhân dân với Đảng, thể hiện sự tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp. Từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tổ chức thành công và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào đời sống. Thưa đồng bào và các bạn, Nậm Trạc là xã vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Bát Sát. Những năm qua, phong trào thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tiếp tục được chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong xã đẩy mạnh thực hiện với những cách làm sáng tạo phù hợp. Đặc biệt là phong trào trồng cây chuối mô đang mang lại sự đổi thay rõ nét cho vùng đất nghèo này. Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo ở xã Nậm Trạc, huyện Bát Sát trong năm 2019 là toàn xã đã có 61 hộ thoát nghèo, trong đó có 4 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 22,8%, hộ cận nghèo là còn 11%. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đã đạt trên 32 triệu đồng một người một năm. Những kết quả này càng ấn tượng hơn khi cách đây 4 năm, Nậm Trạc còn là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của huyện Bát Sát, trên 60%.
Để có được thành công đó, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội đã quan tâm thực hiện tốt công tác ra soát, nắm bắt tình hình hộ nghèo ở địa phương, tìm hiểu rõ đâu là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo cao để có phương án hỗ trợ các hộ nghèo phù hợp và hiệu quả nhất. Việc thực hiện hỗ trợ các hộ nghèo được thực hiện dựa trên nguyên tắc cho cần câu cá chứ không cho con cá, để các hộ nghèo phải có ý thức cố gắng nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Theo đó, các hộ nghèo sẽ được chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng vật nuôi thế mạnh của địa phương như chuối, sắn, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thực hiện tín chấp với các ngân hàng cho bà con vay vốn thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay được các cấp các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ đồng ngành ở các thôn bản theo dõi một cách sát sao, đảm bảo nguồn vốn vay phát huy hiệu quả. Thôn Suối Thầu Ba là một thôn xa và khó khăn nhất của xã Nậm Trạc. Từ năm 2016, Bí thư chi bộ Vàng Duân Hin là người đầu tiên mang cây chuối về trồng ở thôn. Đồng bào Giao Mông đến học tập và thi đua phát triển cây chuối. Từ vài nghìn cây đến nay toàn thôn đã trồng được 25 hectare chuối. Cây chuối đã cho người dân Suối Thầu Ba không những chỉ xóa được đói, giảm được nghèo mà còn làm giàu ngay trên chính quê hương mình. Trước đây chưa trồng được cây chuối, nhân dân chỉ biết trồng lúa, trồng ngô và trồng sắn thôi. Từ năm 2016, tôi đi thăm anh em nước bạn, thấy trồng chuối thu hiệu quả cao. Tôi mua cây giống về trồng ở thôn mình và vận động đồng bào trong thôn cùng trồng. Nhờ trồng cây chuối, đời sống bà con ở thôn ngày càng khấm khá hơn, không phải đi làm thuê như trước nữa, có điều kiện nuôi con cháu học hành được tốt hơn. Không phải là gia đình trồng chuối nhiều nhất thôn Suối Thầu Ba, nhưng hàng năm gia đình anh Trảo Láo San cũng thu về từ 50 đến 80 triệu đồng từ bán chuối. Anh San đã làm được nhà và mua sắm được một số đồ dùng để phục vụ cho gia đình mình, có tiền nuôi các con đi học. Ngày trước tôi chưa trồng cây chuối, gia đình tôi nghèo lắm, cái gì cũng không có. Từ khi tôi trồng cây chuối, năm nào cũng bán được ít thì 50 triệu đồng, nhiều thì được hơn. Tôi mua sắm được đồ dùng trong nhà, có tiền nuôi con ăn học. Tôi sẽ cố gắng tận dụng đất để trồng nhiều hơn. Thôn Nậm Giang 1 là một trong những thôn có số hộ thoát nghèo nhiều nhất trong năm 2019, với 9 hộ được công nhận thoát nghèo, trong đó có 2 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Để các hộ thoát nghèo, các đồng chí lãnh đạo thôn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thay đổi nhận thức cho nhân dân, đồng hành cùng các hộ dân trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế. Đặc biệt, việc thoát nghèo được thực hiện một cách chặt chẽ. Với những cách làm sáng tạo đó của chính quyền địa phương đã khơi dậy và tiếp lửa tinh thần lao động vươn lên thoát nghèo cho người dân địa phương. Những kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương là rất đáng mừng. Tuy nhiên, để việc giảm nghèo trên địa bàn xã thật sự hiệu quả và bền vững, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của các giống cây trồng truyền thống cho hiệu quả tích cực như chuối mô, sắn, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Nậm Trạc sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế mới sau một thời gian thử nghiệm đã cho kết quả khả quan. Nậm Trạc là xã vùng cao đặc biệt khó khăn. Từ khi đưa cây chuối về trồng tại xã, một số hộ dân đã thoát nghèo từ cây chuối. Nhưng do giá cả còn phụ thuộc vào nước bạn Trung Quốc, lúc cao thì được cao, lúc thấp thì được thấp. Nhưng cũng có giá trị kinh tế cao giúp nhân dân trong xã không những thoát được đói nghèo mà còn có một số hộ làm giàu được từ cây chuối. Với những giải pháp cụ thể và thiết thực của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự thay đổi nhận thức của chính mỗi người dân trong việc chủ động tích cực tham gia thực hiện cuộc chiến chống đói nghèo, hy vọng đời sống của người dân ở xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn này sẽ ngày càng khởi sắc, số hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ khá giàu ngày càng tăng. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nậm Trạc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đưa xã Nậm Trạc về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình. Thưa đồng bào và các bạn, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây là hết. Hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong các chương trình sau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.